Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ đầu tiên nha. Let's go. River Risk. Ok. Risk. Rồi. Wow. Mình có thể sẽ phải đùa anh chàng 3.800 này. Đùa thôi. Bắt buộc phải upgrade thôi. Ok. Let's go. You win. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. The first exchange. Let's go. Rồi, mình sẽ dọn xe này đi. Wow, xe này rất là khỏe luôn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. A Fresh S.
Let's go. Wow, khá đẹp luôn. Một mang bản đồ khá đẹp. Wow. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư. Need for Speed, No Limits. Đấy là một tựa game đua xe khá là hay. Và khá là đẹp mắt luôn. Campbell. Được 1.600 tiền. Ok. Event 3. Let's go. Ở từ game này thì các bạn vừa đua vừa nghe nha. Ok. Event 4. Event 4 không được. Mình sẽ sang Event 5. Ok.
Rồi, và mình và các bạn cùng mình khám phá từ cái tiếp theo nha. Cũng là của thuộc hãng Leap for Speed. Đây là Most Wanted. Ok. Wow, đua luôn rồi. Let's go. Cái này như vậy cầm trên tay. Chuẩn luôn. Cảnh sát cái tài chứ. Wow, let's go. Mình đang cố gắng chạy thoát khỏi cảnh sát. Wow. Ok, về đích rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Traffic Reader. Let's go. Ok. Rồi, và mình sẽ đua ở đây để có gì kiếm một chút tiền. Let's go. Sau đó thì khi các bạn kiếm một chút tiền, các bạn sẽ nâng cấp. Này, biết là gì đây?
bốc đầu. Oh my god. Oh my god. Hóa ra quả vừa rồi nó bốc đầu. Yeah. Tiếp tục vào. Oh my gosh, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, BB Rushing 2. Let's go. Oh my god. Ok, về top 3 thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. CRL Rushing Eye. Let's go.
gì đây? Torres. Wow, được rất là nhiều tiền luôn. Fashion one. Let's go. Các bạn cứ đua nhiều, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái số tiền mà các bạn đua được, rồi các bạn sẽ mua những chiếc xe thật đẹp cho mình, và các bạn nâng cấp chiếc xe của mình lên xe độ thật đẹp và khỏe. Ok, mình sẽ kiếm tiền ở đây tiếp. Được 20.000 tiền luôn. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Ở First Line. Tựa game này rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Mỗi tội tựa game này thì nó hơi lặng một chút, khi vào game này thì nó lâu. Cho nên các bạn vào cái tựa game này các bạn phải đợi một chút nha. Nó không như Earth First Edge thì ấn vào cái thì nó vào luôn. Còn tựa game này thì chắc nó nặng hơn, theo mình nghĩ nó nặng hơn. Cho nên khi vào game này rất là lặng, lúc đầu load game rất là chậm. Đó, đang load game nhưng rất là chậm luôn. Ok ok. Let's go.
OK. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Review Rushing. OK. Còn một tẹo nữa là mình sẽ vượt qua được. Mình có thể update. Ok. Cho xe ngon lên nào. Vào shop à, điểm gì đây? 22. No. Okay.
Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok. Oh my gosh, thôi rồi. Anh chàng đó có vẻ đi nhanh hơn chút. Để mình thử lại xem. Wow, vẫn thua. Vậy thì các bạn phải nâng cấp lại, nâng cấp cho xe của mình con lên, sau đó thì sẽ đua lại. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rocks Round D3. Ok, let's go. Wow, có vẻ load game hơi chậm, không biết là do lag hay là do gì. Bình thường là đáng nhẽ nó phải vào rồi. Mình sẽ vào lại quả này xem. Ok, let's go. Có vẻ tựa game này đang bị lỗi các bạn ạ, cho nên là không chơi được rồi. Đèn ngon. Wow. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.